nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phàm thường. Ông là người phàm mà từ cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: trong lời luật các ông đã có lời chép này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao tôi các ông lại bảo tôi ông nắm phản thường? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm các bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu làm ra đi, sang đến khi sông Giô-đan đến chỗ trước kia ông Gioan cũng làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào, nhưng mọi người, mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, sau khi đọc và suy gẫm trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe, con nói nhỏ với Chúa: Sĩ, Chúa cho con cười với Chúa một chút xíu đi. Bởi vì sao? Chúng ta vừa thấy cái hình ảnh cũng như thái độ của người Do Thái lấy đá ném Chúa Giêsu. Và rồi trước cái thái độ lạ lùng ấy, Chúa Giêsu đã nói với họ rằng: tôi đã cho các ông thấy nhiều việc làm tốt đẹp mà Chúa Cha giao cho tôi, hà cớ tại sao ném đá tôi? Và bụng làm sao dạ như vậy, không hề chủ gì. Những người bị phá nói luôn: chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạt luôn. Ông là một con người mà tự cho mình là Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa cũng thế, ngày hôm nay cũng vậy thôi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi, và lời Chúa xem ra thì đắm đau lắm. Nhưng mà Chúa và lời Chúa chính là cái lương thực để nuôi sống mình, để ban lại ân cứu độ của mình. Và chính Thiên Chúa Cha đã trao ban lời hứa cứu độ như Thánh Gioan nói lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Mà đáng tiếc hay rằng lời đã đến nhà của Ngài, nhưng người nhà đã không đón nhận. Con còn nhớ khung cảnh và hình ảnh của một bức tranh rất đẹp và để cho chúng ta suy nghĩ. Đức Giêsu đứng ở ngoài gõ cửa một căn phòng, và căn phòng ấy lại không có cái nắm tay như tất cả các phòng mà chúng ta thấy. Hình ảnh đó gợi lên cho chúng ta rằng Chúa đã có, Chúa đã đến rồi, nhưng liệu rằng người ta có mở lòng người ta ra để mà đón nhận lời Chúa hay không. Mà nói về cái chuyện này thì biết bao nhiêu chuyện để mà kể. Thì tối hôm qua ngồi chung với một số cha, ngồi chỉ biết cười thôi. Cha biết không, ông đi lễ nghe con giảng xong ghi âm, đi mét cha lãnh nè, đi mét với cha, con nghe con mắt cười quá. Hóa ra rằng là mình đi lễ, mình nghe lời Chúa, tin mừng nắm tay toàn là lời Chúa không ạ. Cha tức con nói là lần nào con làm lễ con cũng ghi âm để đúng chứng. Rồi một cha nữa nói: con nay lớn rồi không thuộc kinh, đi lên mét với cha con không thuộc kinh.
nhìn lại cuộc đời sống của mình với lời Chúa, với kinh thánh. Mình chỉ căng những cái chuyện gì khác để mà mình đi hướng kiện. Nghe ngồi các cha kể chuyện con thì biết buồn cười. Cái chuyện quan trọng là mình lắng nghe lời Chúa và mình để lời Chúa thẩm thấu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ngày hôm nay, tại sao đời người ta nó khốn đốn và lắm đắt? Bởi vì người ta bận rộn quá nhiều, người ta không còn giờ để mà dành cho Chúa nữa. Và khó chăng đến với Chúa thì hình như hồn người ta đi đâu đâu, dẫu rằng xác người ta ở đó. Chiều qua con đi dạy mà con mắc cười quá, bởi vì là dạy tĩnh tâm thì chắc chắn nó dài hơn mọi ngày chút xíu. Hai người bỏ đi về, con mắc cười quá, con nói trời cảm ơn nhiều. Bây giờ mình biết làm sao vậy? Mình đến đây để mình chia sẻ lời Chúa mà người ta muốn nghe, người ta quay mặt đi đâu đâu rồi người ta bỏ về. Hay không? Con im lặng chẳng dám nói gì cả, mà hoàn toàn là con chia sẻ lời Chúa cho hoàn toàn có thể của con, lời của con có ghi âm lại. Nhưng mà người ta thích nghe những lời ngọt ngào, những lời ở ngoài đường ngoài xá, và những người nào mà lạc hòa mãi lòng của họ thì họ vui vẻ, họ đón nhận. Còn những ai nói lời của Thiên Chúa, con xin lỗi cầu bài, những khi mà con đọc cái bài tin mình mà đọc tới mồ mã tôi vui, con giận Chúa lắm. Chúa đang chửi con. Nhiều khi mình giảng hình, nhưng mà trong khi đó có một cha kia giảng xong cái điện gọi điện thoại, ông lớn gọi, ê, ông chửi tôi hả? Cha nó nghe xong cha hết hồn, ông ơi ông, tôi không có chửi ông bao giờ đâu, lời Chúa nói. Nhưng mà hình như lời của Chúa thì nó thật, người ta vẫn nói thuốc đắng thì giả lập, mà lời thật thì mất lòng. Mà lời Chúa mới soi rõ tâm hồn của con người mình, và lời Chúa mới nuôi dưỡng con người của mình. Người ta thích nghe những lời ngon ngọt ở trên báo chí, có những cái tin gì đó nó chẳng dính dáng gì tới đời mình. Thế là nhảy vào coi rồi bình luận. Nọ có một cái đứa cha kể chuyện, con thấy một người thôi thì ngài nói rằng là cửa đi về Sài Gòn mình ngồi uống cà phê với mấy thầy, chút xíu nữa là bảo đảm luôn, giám mục nào ở điện thoại nào là tự các thầy bẻ ra hết cho quả. Cái ngài mới nói là con lần ăn kia đó, đức cha con chở đức cha quán cà phê ngồi, đức cha đừng nói cái đó. Thế là đức cha nghe lời đức cha quán cà phê ngồi. Thế là buổi cà phê đó đức cha nghe đủ thứ chuyện người ta bình luận. Đức cha kể cho con chỉ biết là người thôi, mà hình như nó là đúng với thời đại ngày hôm nay. Người ta thích bình luận, người ta thích nói chuyện người này người kia, người ta thích đem cái chuyện người khác ra bưng khóc. Mà chuyện chính mình cần thẩm thấu lời Chúa. Để rồi ngày hôm nay con nói nếu mà Chúa Giêsu đến lần nữa chắc bảo đảm không phải là ăn đá đâu, mà ăn súng. Bởi vì ngày hôm nay là người ta chơi còn là thuốc nổ với súng luôn mà. Chúa xuống đến là bảo đảm một đạn quá liền, không cần nói nữa. Bởi vì lời của Chúa nói xem ra áo đó, lời của Chúa nói ra xem nó chói tai, chứ không phải như lời của người đời. Người đời thì nhiều khi người ta là sợ mất lòng nhau, người ta nói những lời rất là ngon ngọt, những lời rất là hoan mỹ, và hình như là người ta thích những lời hoan mỹ đó hơn là lời Chúa. Để rồi chúng ta thấy đâu đó ngay trong cuộc sống và gần với chúng ta có kinh nghiệm điều đó hơn ai hết. Những người nào nói ngon nói ngọt hình như chúng ta về chúng ta phải xem lại cái lời đó thật được bao nhiêu phần trăm, và hình như chúng ta cũng có thể là nạn nhân khi nghe một ai đó nói ngọt. Mình không biết người này với mình như thế nào, rồi đi sâu nói mình như thế nào. Thường thường họ nói rất ngọt, mà nếu không khéo thì mình về mình nghe và mình tự sướng, mình tưởng rằng người ta thương mình thật. Nhưng mà đằng sau những cái lời ngon ngọt đó lại là những lời ác tín. Bởi vì họ không dùng lời Chúa, họ không xin điện lời Chúa, họ không để cho lời Chúa thẩm thấu trong cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay Chúa đến thì bảo rằng những người nào mà chọn lời Chúa thì họ sẽ cảm thấy bình an. Giống như ngày hôm nay ở đoạn cuối tin mừng, ở đó có nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi diện đối diện với lời Chúa. Ngày mỗi ngày chúng ta được nuôi dưỡng bởi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Nhưng mà liệu rằng chúng ta ở trong phòng, chúng ta có kéo cái nắm cửa để chúng ta để cho Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho lời Chúa là ngọn đèn soi cho cuộc đời chúng ta, hay chúng ta để cho lời của chúng ta, hay những người dỗ ngon dỗ ngọt điều khiển chúng ta?
Chúa hình như chẳng bao giờ hiện ra để bắt rằng là mình phải làm điều này điều kia, bởi vì Chúa cho chúng ta sự lựa chọn để chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta trên nền đá hay là nền cát. Những người mà nghe lời ta mà đem ra thực hành như những người xây nhà trên đá, còn những người nghe lời ta mà không đem ra thực hành như những người xây nhà trên cát, để rồi một lúc nào có sóng nó tới, gió nó tới thì cái nhà đó sập. Và chắc có lẽ mỗi người chúng ta đều có trí thông minh và chúng ta lựa chọn để chúng ta xây dựng đời sống đức tin của chúng ta trên đá hay trên cát, trên lời của Chúa hay trên lời của người phàm. Mà con cảm thấy nó rất là buồn cười, mà rất là thực lòng của những con người đó không hề đem dối. Chúng tôi đem đá không? Không phải vì những việc tốt không làm. Rõ ràng là trong cuộc đời chúng ta, Chúa ban cho chúng ta quá nhiều hơn đấy chứ. Chúa ban cho chúng ta quá nhiều việc tốt đấy. Nhưng mà liệu rằng là chúng ta có tin Chúa và đón nhận lời Chúa hay không? Chúng ta vẫn nhận ơn của Chúa như những người điệp phái và những người Pharisee. Nhưng mà đến lúc mà không vừa lòng vừa ý là bắt đầu ném đá và bắt đầu loại trừ. Chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh. Không phải bước vào tuần thánh như là xem lại cái vở kịch, hay là khi mà chúng ta đi trận đạn thánh giá để mà chúng ta đi lại một cái cuộc thương khó cho nó vui. Nhưng chúng ta phải để cho lời Chúa và để cho cuộc thương khó nó thẩm thấu trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là ai trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Ngày hôm nay còn nhiều Chúa, Chúa mà đến thì chắc chắn Chúa cũng bị ném đá và ném mặt hơn, và chắc Chúa cũng bị đóng đinh, chắc đóng lẹ hơn trong cái đóng 1-2 ngày của những người này đâu. Và xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta nhận ra, chúng ta đón nhận Chúa, chúng ta xây dựng đời chúng ta trên lời Chúa hay trên lời của người phàm. Và được gửi tên cứu độ nhờ năng khác dường.